Đây các bác, chiếc Iseki 70 em bán luôn rồi. Quay đầu. Thế này em bán về Hòa Bình các bác nhá. Chính thức hôm nay là 29 nghỉ Tết các bác. Nốt trước này em nghỉ Tết các bác nhá. Hẹn các bác ở năm mới. Và chiếc phút chót, phút coi như là 90 các bác. Tiếc quá, em định trước này em ra Tết em quay nhưng mà không kịp rồi. Có bác cuối năm bác chốt luôn rồi. Ba số chưa? Rồi. Rồi. 70 mã lực các bác nhá. Gai cầu ơi. Gai cầu đi. Gai câu. Ừ, xe nặng lắm các bạn. Cứ lái đi, lên đi. Cứ lên đi. Lên đi, không việc gì đâu. Lên xong chiếc máy này là toang bộ cầu của em rồi. Bác chủ đây, bác Dũng ở Yên Thủy các bạn. 30 Tết còn con máy này Yên Thủy. Cứ bắt 6. Vâng, tí nữa kiểm tra lại. Cứ bắt 6 làm quanh năm này không sống nổi nữa. Phút thứ 90. Kết thúc của năm các bác nhá. Quay sơ sơ cái máy đi. Không có tí khói nào các bạn. Vâng, gắp phanh tay. Trục cầu nằm bên hông luôn các bạn. Em kiểm tra hết rồi, thay nhớt, thay lọc rồi. Bố phanh tay để nguyên số rồi chú. Gạt số tiến đi. Bố gạt số tiến chưa? Đấy là chỉ có ấn tiến lùi thôi. Ui giời. Lạnh quá các bạn. Iseki Big T 70 các bạn nhé. Ben cơ số cơ. Đấy các bác thấy đuổi không? Bốn cổng chờ. Cabin máy lạnh các bác nhá, hoạt động full chức năng. Tiếc là em bán rồi. Các bác xem nội thất bên trong này. Đấy.
Thôi, bây giờ chiếc này là có chỗ rồi, em không quay nữa các bác nhá. Tiếc ghê luôn đấy. Cửa tự hít nhưng mà không đóng được các bạn. Phải có trợ lực. Đấy. Xuống còn cái chiếc sới nữa là xong. Chú sợ lắm đấy, chú kiếm được cái máy rõ ngon, không may sơ suất. Tao ông đi qua đây tôi gửi tiền cước ông chở xuống đâu, cậu lấy làm gì? Chỉ không biết tao mà mẹ nó bạc ác cho tao đi. Quên mà đéo bảo cả. Cháu biết rồi nhưng mà cái này chú phải kê vào nhá. Ừ, đây chú kê vào có á, có cái kê. Kê đấy, không để vậy là nguy hiểm lắm, nãy lên nó rão rồi. Rồi rồi, rồi kê thêm vào, kê vâng. Đá ấy, không phải băng ấy. Vâng, chú kê vào. Rồi rồi. Ừ. Có cái sới nữa các bạn. Thôi chắc là em không quay cái sới nữa. Em có một dàn máy mới về. Ra riêng, ra xong ra riêng em sẽ quay cho bác xem. Cảm ơn các bác đã ủng hộ em suốt năm vừa rồi nhá. Bác nào có nhu cầu mua máy thì alo cho em. Lạnh. Lạnh quá các bạn. Bây giờ là 11 giờ sáng rồi. Không biết các bác chuẩn bị bánh chưng thế nào ạ? Thay đấy anh ạ. Thay đỏ. Thôi. Chắc là Tết rồi các bác không làm gì ở nhà thì em quay nốt cảnh cho cái giới lên. Các bác xem cho nó vui. 1m8. Nói nhiều khản cả giọng rồi các bạn. Đấy, em tư vấn đầy đủ chức năng các thứ cho chú rồi. Vào đó chơi. Cho nó sâu sâu vào anh ạ. Cho sâu vào, cho sâu vào. Anh ra lên đánh lái cho sâu vào. Từ từ thôi, thấp xuống, thấp xuống. Thôi cho nó sâu vào anh Cần ơi. Rồi. Thu về đi anh. Đạp sâu anh, đạp sâu côn vào. Xe hàng sau, xe hàng sau. Rồi. Anh ra đi. Lái thôi, cái này phải em lái rồi. Bác nào cho lên cái dốc này, cố lên. Lắc số. Đấy, em dùng con tí hon này thôi, cho nó gọn. Em có nó xe nâng như mà cổng cành quá. Nâng lên tí nữa. Cái này làm ra cấp luôn phải. Anh lên xi nhan cho bố em cái. Bố mạnh. Bố mạnh đi.
đang bó phanh đấy. Xe hàng sau nhá. Giới mét 8 dao mạ chrome các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Từ nhá, từ nhá. Chỉnh lại cái dây không? Nó thục vào máy đấy. Rồi, 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 vậy thôi. Anh còn lấy hai cái bánh tì ở chỗ gốc cây nhãn ấy. Giờ em lấy. Anh lấy hai cái bánh tì ở gốc cây nhãn này. Đây hai cái bánh cam cam đấy anh ạ. Cháu gửi chú cả bánh tì nhá. Vâng, vâng. Vâng, để cho lấy sắp. Anh còn lấy vào giá hàng tìm cho em cái nút này. Có đấy, có đấy. Dạ vâng. Hết rồi anh ạ. Không hết, anh đóng bửng mà. Hả? À? Đã đóng thùng các bác nhá. Chốt từ phút thứ 90 rồi. Hẹn các bác năm mới nhá. Tổng nào tầm ra riêng em về mấy chiếc dòng răng ma cabin máy lạnh. Rồi em sẽ quay cho bác xem. Chiếc này hôm trước em mới quay cái đằng sau thôi mà đã có bác chốt luôn rồi. Đấy, quá tuyệt vời các bạn. Năm nay bánh chưng để ăn rồi. Thôi, không mất thời gian của bác nữa. Đấy. Hôm nay em lấy cái cầu mà rơi bánh lồng rồi rơi sới xuống nước. Có cái nút chưa? Đây anh đang lấy. Lấy hết cả chốt tiếp năng của cái bánh tì với cái nút ở đây này. Vâng, vâng. Bánh tì ở đấy nó có chốt luôn rồi. À ừ. Đúng đấy mà. Thôi, sao ngồi đấy chú Tinh ạ? Có rồi, bỏ hết cái xe rồi chị. Cháu còn cái nắp nữa. Cái nắp, cái nắp anh đang tìm. Còn một cái bánh với lại một cái thanh gì nữa anh ạ. Cái gì nữa? Thôi cái kia thôi. Cái gì nữa? Kìa em đang thấy kìa. Thôi cẩu cái kia thôi. Để bố em lấy. Tiền cũng phải đường này. Lửa đi đâu rồi nhỉ? Con lửa hả chú? Mấy tiền không? Thôi em bao nhiêu tiền em chết ngại. Thôi em kết thúc video ở đây nhá. Chúc mấy chú về làm hái ra tiền nhá. Rồi, ok, cảm ơn. Vâng. À, các bác nhớ đăng ký kênh của em để cập nhật những chiếc mới về các bác nhá. Rồi. Chào các bác, chúc các bác ăn Tết vui vẻ.